Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vietcholat. Thì hôm nay ở cái video này, Vietcholat sẽ hướng dẫn các bạn những cái anh em nào mà kinh doanh quạt năng lượng mặt trời GD S88 hoặc là những cái khách hàng nào mà mua quạt năng lượng mặt trời mà bị những cái lỗi này mà cần sửa chữa ấy, thì hôm nay Vietcholat sẽ hướng dẫn các bạn những cái lỗi thường gặp và cái cách khắc phục sửa chữa lỗi của chiếc quạt GD S88 này như thế nào nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Thì cái lỗi đầu tiên mà các bạn thường thấy nhất ấy, thì là cái lỗi mình có thể cho bạn xem nhé. Khi mà chúng ta bật quạt lên này, đấy, quạt vẫn lên nhưng mà nó không quay, không quay. Thì ok, bây giờ mình sẽ mở chiếc quạt này ra và hướng dẫn các bạn sửa chữa cái lỗi rất đơn giản cho các bạn nhé. Ok, thì như các bạn đã biết ở trên thị trường ấy, thì có hai loại quạt hiện nay. Thì cái loại quạt cơ ấy, thì cái cách cái bảng mạch của nó rất đơn giản thôi, nó không có cái gì cả, thì nó rất ít bị hỏng. Và một cái loại quạt nữa là cái quạt dùng điều khiển giống như quạt S88 mà công ty mình và các bạn đang phân phối trên thị trường ấy, thì nó mạch nó rất là phức tạp và có nhiều con diode các thứ thì nó sẽ dễ bị hỏng hơn. Đấy, thì hôm nay Vietcholat sẽ ra một cái video để chia sẻ với các bạn cùng kinh doanh các cái sản phẩm này, hoặc là các bạn mà mua quạt S88 hoặc các cái công ty khác ấy mà người khác sẽ không bảo hành cho các bạn ấy, thì Vietcholat sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa fix lỗi để sử dụng tiếp tục chiếc quạt S88 của mình hoàn toàn đơn giản cho các bạn nhé. Ok, thì các bạn có thể thấy cái bảng mạch này các bạn nhé, thì đây là một con IC. Con IC này ấy, nó làm nhiệm vụ điều khiển con MOSFET này là để chạy cái motor quạt các bạn nhé. Khi mà các bạn bật điện ở đây, các bạn thấy vẫn báo pin nhưng mà quạt không chạy ấy, thì 90% là hỏng con MOSFET này. Con MOSFET này nó làm cái nhiệm vụ đóng điện để cho motor chạy. Đấy, nó mà hỏng cái MOSFET này ấy, thì chúng ta có thể thay cái MOSFET khác. Đấy, bởi vì MOSFET này nó chạy lâu nó hỏng thì nó bị nóng, nó sẽ bị cháy, nó hỏng. Tương tự các bạn nghĩ nó như một cái cầu chì các bạn ạ. Đây, còn nếu mà cái tiếp tục một cái lỗi nữa là cái lỗi mà motor không quay túp lăng ấy các bạn ạ, thì chính là con MOSFET này. MOSFET này nó làm nhiệm vụ quay túp lăng của motor các bạn nhé. Nếu không được thì chúng ta sẽ thay cái con MOSFET này. Đấy, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thay con MOSFET này các bạn nhé. Thì MOSFET này các bạn có thể mua trên Shopee với mã số của nó là MOSFET 3205 các bạn nhé, với giá từ 5.500 đến 7.000 đồng thôi một con thôi. Đấy, thì các bạn có thể đặt trên Shopee và thay thế. Thì bây giờ Vietcholat sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay thế luôn. Đấy, thì ở sau bảng mạch này, con MOSFET này nó được hàn bởi ba chân này các bạn nhé. Khi mà dùng kìm hàn bình thường ấy, các bạn tháo cái chân này ra thì cái chân kia nó vẫn dính. Đấy, thì chúng ta cần, bước đầu tiên chúng ta cần một cái súng hút thiết các bạn nhé. Các bạn có thể mua ở ngoài quán kim khí hoặc là đồ linh kiện ấy. Đấy, cái súng hút thiết này ấy, thì nó có giá là từ 30 đến 40 nghìn thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ làm nóng cái thiết này, sau đó là hút cái thiết này ra. Đấy, thì nó chỉ lộ cái chân ra, sau đó là rút cái con MOSFET này ra, hoàn toàn đơn giản thôi các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Đây, khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta ấn cái này xuống để lấy hơi các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn mình. Đầu tiên mình sẽ dùng một cái chút thiết này, mình làm nóng cái chỗ này ra. Đây, sau đó mình làm nóng cái thiết này ra nhé, sau đó bấm nút để hút thiết này. Đấy, tiếp tục ấn này. Khi mà thiết có chảy ra thì các bạn hút luôn. Đấy, các bạn nhìn không, nó lùi chân này này. Đấy, tiếp tục này, các bạn nhìn đây, mình ấn vào đây rồi tiếp tục này, đặt kìm hàn vào đây, đặt kìm hàn vào đây để thiết có chảy ra nhé các bạn nhé. Thiết chảy ra này, bấm này, hút này. Khi mà thiết chảy ra rồi, đặt vào đây hút. Đấy, các bạn nhìn không, lộ rõ cái chân này ra luôn, hút hết thiết rồi đấy. Tiếp tục cái chân cuối cùng nhé các bạn nhé, đặt vào đây,
khi nào thiếc thiếc nó chảy ra, sau đó là cái này nó làm nhiệm vụ hút sạch đi. À, thiếc chảy ra này, thiếc chảy này, hút này, chảy này, chảy này, hút. Đấy các bạn nhìn nhá. Thì đây mình sẽ vừa tháo này ra rồi. Đấy, tháo này rất nóng nha các bạn nhé. Các bạn sẽ lấy cái kìm hàn. Các bạn sẽ lấy cái kìm, sau đó là gắp vào cái móc phát này nhấc lên. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy, hoàn toàn dễ dàng thôi. Ok, chúng ta sẽ tiến hành thay con móc phát 3205 này các bạn nhé. Thì con móc phét này ấy, chân của nó rất là dài, thì các bạn cắt cho mình đi hết cái đầu bé của nó. Đấy, vừa đúng cái đầu bé nhé. Đây, cắt đi. Này, bấm đi. Đấy, bằng nhau rồi đấy các bạn nhé. Các bạn lưu ý cho mình nhé, con móc phét này. Đấy, thì cái đầu bằng của nó, mà cái mặt phẳng này, đầu bằng, đầu nhôm của nó phải quay hướng vào trong các bạn nhé. Hướng vào trong lòng người mình này. Đấy, sau đó chúng ta đặt đây. Đấy, rất là chắc chắn đấy. Đặt đây này. Sau đó là chúng ta phủ thiếc vào đây để hàn cho bắt con móc phét này là xong các bạn nhé. Đây, lại giống như cái video trước mình hướng dẫn đây. Đặt kìm hàn vào đây, đẩy thiếc vào, đặt kìm hàn vào đây, đẩy thiếc vào. Các bạn lưu ý nhé, tất cả những cái mối thiếc này nó không được chạm vào nhau, chạm vào nhau nó sẽ bị chập các bạn nhé. Đây, đặt mối hàn vào đây, đùn thiếc vào. Đấy. Ok, thì vừa rồi mình mới hướng dẫn các bạn thay cái con móc phét này nhé các bạn nhé. Đấy, thay cho con móc phét này rồi, đã chắc chắn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào và cắm sạc vào. Đấy, để nó kích hoạt con IC này chạy đóng nguồn để cho quạt chạy được các bạn nhé. Thì hoàn toàn đơn giản thôi. Thì vừa rồi Vietsolab mới giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn một cách sửa chữa chiếc quạt S88 hoàn toàn đơn giản thôi. Thì những cái quý khách hàng nào mua hàng của Vietsolab mà có trục trặc quạt không quay thì Vietsolab có thể gửi cho các bạn, hoặc các bạn có thể tự mua cái con móc phét này với mã số là 3205 này về để thay thế các bạn nhé. Thì cho khách hàng chúng ta thì quạt lại sử dụng được hoàn toàn bình thường, rất ok các bạn nhé. Chứ không cần phải các bạn không cần phải mua một cái bảng mạch đâu. Cái bảng mạch này, giá của nó rơi vào 150.000 đến 170.000, rất là lãng phí các bạn. Thì các bạn có thể thay thế bởi con móc phét 3205 này các bạn nhé. Thì quạt sẽ hoàn toàn sử dụng bình thường khi chúng ta biết cách và biết bận của nó. Thì ở đây là một cái lỗi mà Vietsolab thường thấy 90% cái quạt S88 nó bị dính vào. Thì các bạn hãy đăng ký kênh của Vietsolab để tiếp tục theo dõi những cái lỗi tiếp theo của quạt S88, những cái sự cố như thế nào và tại sao nó không quay trúc lăng, thì Vietsolab sẽ giới thiệu các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.